đi con Yamaha TS 230 nè. Sản xuất lắp ráp Tendo nè. 23 ngựa. Số vòng là 2200 vòng trên phút. Có đề, có sạc kết hợp. Con có mua về xài thôi. Mới trong thùng. Bảo hành 2 năm. Đẹp cũng tiếp rồi. Máy này máy lọ lớn á, máy phát điện á. Ngon lành luôn. Cái cổ 13kg là vô tư luôn rồi. Yamaha TS 230 rồi. Đó là cái nhu cầu luôn, 088 635 6707.